khi thì con đi dự dược sư tụi con không hiểu là cái gì, nhưng mà khi thầy lúc trước thầy khai thị, thầy nói từ cái lời tụi con mới hiểu, nó quất hơn. Còn nếu mà bình thường đó là không ai hiểu hết. Căn mấy giờ cái gì? 7
Nam Mô Công Dường Bồ Tát. Nam Mô Công Dường Bồ Tát. Ma Tăng quý vị hết tâm trí thành, trước khi dâng lời cầu nguyện lên Tam Bảo mười phương, quý vị quán nghĩ coi cha mẹ mình lúc còn sống đã tạo nghiệp gì. Giờ này quý vị đoán rằng không được ở trong các cõi lành, mà đang ở trong tam ác đạo. Hãy chi thành hướng về bậc sanh thành dưỡng dục này, mà dâng lời cầu nguyện cùng tỳ khéo Thích Thông Lai. Nay là ngày chư tăng xuất hàng, đem đức lòng chúa nguyện chúng sanh, chúng con một gia chỉ thành cung dường trì tụng hồng danh đức ngài, nguyện khắp cả ba ngôi tam bảo đức bổn sư từ phù Thích Ca Lạc Ban giao chỗ Di Đà, cùng là Bồ Tát các vị thánh tăng, thiết ba cõi mười phương tăng chúng bằng từ bi tiếp độ hướng linh, cô quyền thất tổ siêu thăng, cha mẹ hiện thái phước tăng thọ trường, khắp chung sanh sớm rõ đường lành, nương về chân đạo thoát vòng mê mùi, ngưỡng mong quay đức từ bi vô cùng chứng giám. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo, nam mô thập phương thường trụ tam bảo, nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Quý vị đứng lên. Ở trong đây ai mà có cúng dỗ, cúng thất, cúng cho ông bà chuẩn bị cúng sau thời kinh này, lên đây, lên đây đứng đây để dân sơ, đứng đây. Ai sẽ cúng tượng thất? Ai và ba má trong vòng 49 ngày, trong vòng 100 ngày, lên đây. Không có đơn giản đâu quý vị lên. Tại vì những người nào mà có dân sớ cúng lên đứng trên này. Quý vị, đời mạt pháp không kiếm được những đạo tràng thanh tịnh nhá. Cho nên á, gặp được một cái đạo tràng trụ trì thanh tịnh, quý vị đừng có bỏ lỡ cơ hội để cho ba má quý vị được ưng chiêm công đức. Đứng một hàng. Vương vô thượng
giấc sẵn nghiệp ba kỳ sân dương tồn tan tháng lần kẻ không cùng tàn và chúng sanh tánh thường rộng lặng nơi đạo cảm không không thể niệm bàn lời để trao vì đạo tàng mười phương Phật hiện hào quang sáng người trước bao tỏ thân con hiện ai cõi đầu sinh thai ai quyền quê chỉ tâm đành lễ ơi nam mô tần thân biên pháp giới hoa hiền vì lai tâm xin hồi hướng cho cha mẹ chúng con đang ở trong ác đạo được thoát về các cõi lành. Chỉ tâm đành lễ ơi nam mô ta bà giáo chủ bồn sơ thích ca mâu ni phật tương lai hạ sanh vậy lạc tôn phần đại trí văn thù sự lợi bồ tát ơi đại ơi thành phổ hiền bồ tát ơi hồ pháp chư tôn bồ tát ơi linh sám hồi thượng Phật Bồ Tát. Con xin hồi hướng công đức tu hành trong lễ Du Lan này cho các bậc cha mẹ chúng con đang đọa trong tam ác đạo được sanh về các cõi lành. Chỉ tâm đành lễ ơi nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật đại bi quan thế âm bồ tát ơi đại thế chi bồ tát ơi đại nguyện địa tạng vương bồ tát ơi tâm tình đại hải chúng bồ tát. Xin hồi hướng công đức tu hành trong ngày Du Lan này cho cha mẹ chúng con được thoát khỏi ba đường ác, giảng sanh về các cõi lành. Rồi quý vị lui về. Thank you.
hướng dẫn đây cái lời chú nguyện rất quan trọng. Quý vị quán tưởng tới cha nhé. Cha của mình nếu mà còn sống thì nguyện cho cha mình sức khỏe, tăng trưởng, trí huệ tốt đẹp, tu hành tinh tấn, xả bao thân, được gặp thiện hữu tri thức, được hộ niệm, được giảng sanh cực lạc. Nghĩ tới mẹ, nghĩ đó là cha còn sống nha, còn cha đã quá giảng, thì nghĩ tới cha mình không biết nhờ phước lực nơi đâu, cho nên mình ráng tu hành. Những người đã trì chú quán đảnh thì ráng trì chú hồi hướng cho ba được thoát khỏi các nẻo ác, về các cõi trời có Phật pháp. Đó là cha. Bây giờ tới mẹ, nếu mẹ còn sống thì cầu nguyện cho mẹ được sức khỏe miên trường, trí huệ tăng trưởng, tu hành tinh tấn, xả báo thân, được về cực lạc. Nếu mẹ đã mất, dùng thân mẹ tu xuất gia nhiêu duyên, trì chú tụng kinh, hồi hướng cho mẹ được giảng sanh về các cõi trời có Phật pháp. Riêng quan gia trái chủ, nhiều đời nhiều kiếp chúng con đã tạo nguyện hồi hướng cho các quan gia trái chủ để giải kiếp, giải quan kiếp. Bây giờ quý vị lắng tâm để mà gửi cái tâm nguyện lên chư Phật mười phương, sư phụ cũng phải làm. Tôi có cái nguyện gì, tôi có một người đệ tử ở bên Úc Châu, câu đó là Đỗ Thị Kết, pháp danh Tịnh Họ, cậu treo cổ cậu chết. Mà cậu này nhiều lúc đó, tôi mỗi lần lên thì tôi đều phải chú nguyện cho cổ, mà cái nghiệp chướng nó nặng lắm quý vị, mà 10 lần như vậy á tôi phải viết cái tên cổ trên cái tay tôi này, thì tôi mới nhớ. Còn nếu mà tôi không viết á, tôi lên trên này tôi quên hẳn. Tôi phải giết, tôi phải dân sớ, một tâm sớ vậy đó. Mà 10 lần đó, nếu không giết mà tôi bận rộn là tôi không cất cái nghiệp nó bạc, tôi không nhớ tới cái tên cổ luôn nữa. Tới lúc tôi muốn đọc cái tên tôi đọc không được. Câu đó là Đỗ Thị Tết, pháp danh Tịnh Hồ, chết hoạnh tử tại Úc Châu năm 2019. Rất là nặng, cái người tịnh tử nặng kinh khủng luôn. Bây giờ mời quý vị bắt đầu tụng cho ba tiếng chuông thầy. Lòng
lo phẩm nhân đem dân từ mau
cho sống thì định hành thiền là mới dùng phẩm giới đàn thiền hiển nhân. Khi thọ dụng nên an bình thân trước Phật đài hòa tư tháp trung, chư tăng chú quyền quyền nhân sao rồi tự thiền thọ dụng bữa trưa. Tế Phật vừa nói dứt, cái nhìn của
của đại chúng là họ bắt đầu họ chán ghét, cho nên chứng pháp không cứu được. Cho nên đây nè, áp dụng cái kinh phụ mẫu nè, áp dụng được trong đời này. Còn cái phần mà kinh Vô Lăng Bồ không sử dụng được trong đời Phật pháp, tôi để biết ngày một liên, ngày một liên chứng A La Hán. Quý vị chứng A La Hán chưa? Ngày một liên chứng A La Hán mà không cứu được phải nhờ lực của mười phương tăng. Cho nên từ nay quý vị thấy tôi chuyển qua một tâm, tôi bắt buộc tôi phải tụng, tôi nhờ cái lực của đại chúng không. Hồi xưa cái ông thầy sao lưu niệm ông thầy tự, nhưng mà bây giờ là cái lực đại chúng, ít ra tụi con cũng tu diêu nhiên mười giới, một chút sa di tu chưa chắc đã thanh tịnh bằng tụi con tu cho cha mẹ tụi con, nghe chưa? Cho nên tụi con biết kinh này không sử dụng được, không áp dụng được trong đời mà pháp, bắt đầu để ý kinh báo hiếu phụ mẫu, áp dụng kinh này trả hiếu được nè. Phật nói kinh báo hiếu cha mẹ, ta từng nghe lời tạm như vậy, bố thơ tỏ thế con hát đồ, xa về thang kỳ thấu biển trong, chữ tăng trâu hồi rợt đông, từng ra đến số hai muôn tám ngàn, lại còn có đang ông sương trắng.
Con cống cơm giường bò
dịch trong nhà. Dễ kiếm hơn là đáp nhi, xong đến lúc tụng phụ sinh gia, lo bên chồng chẳng xa bên mình à. Mang đến tâm lần lên ngồi làm việc tâm việc nhà. Đè đau Phật với Phật rằng làm sao ta
sanh lễ và đủ đầy chờ giờ cầu hối đằng mày cung nhân đằng cầu nguyện sống đường trường thọ quán sanh về tịnh độ an nhàn đáp thù ơn sanh thành dưỡng dục sống Thầy phiền đừng ngã nát thiệt thiệt
dưới dưới lên trên này. Quý vị, cái thời Đức Phật á, viết kinh này là trả ơn Phật, trả ơn cha mẹ. Nhưng mà thời đó nó không có máy in, viết ra ta còn đọc. Thấy chùa Bồ Đề không in thì dùng đống đống như đất. Cho nên chúng ta sáng giờ in kinh á. Cái việc thứ hai là làm được là chúng ta tụng là có 1000 người coi là in được 1000 bản. Rồi ngày mai thêm 100000 người nó coi được 100000 bản. Là tụng cái này để cảnh cáo những cái người mà họ bất hiếu đó. Chứ còn cái đoạn tu một kiện liên mình làm được, thắng thành rồi mà làm. Nhưng mà này tụng kinh này được, chúng ta tụng về chúng ta đang in kinh, mọi người in quyển đó mà cái người vô cái view nó lên là in lên. Gì? Tụng kinh này hơn lên về nhiều á. Bưng lên, tùy chú, tôi không thuộc mà. Bưng nó bật ấn á. Núi Sơn Phát ngồi đây. Chú có ấn hay bên đây? Không đi có ấn hả? Trên đây là ruộng non nè. Đi xuống dưới đây còn đồ ăn cúng nè. Tập trung vô cúng đi quý vị, bật ấn đi. Quý vị đó, có cha mẹ thờ đi bắt ấn cúng đi nhà tụng chú. Hồi sáng giờ là nghe kinh nè, tụng chú lăng nghiêm nè, thì nhận lễ quán đảnh nè, bây giờ thì kinh báo hiếu rồi xong rồi bây giờ vô cúng. Visuddhaya visuddhaya asamma samma samma tava vasapara nagatika hana sumava visuddhaya visiddhatum varavachana merita visekana amata magai ahara ahara ayusangara nisuddhaya suddhaya gagana visuddhe gatni savichaya visuddhe sahara Sawata tangata, Valokani, Saparamita, Bali, Burani, Sawata tangata, Matita, Sabumira, Titi, Sawata tangata, Vidaya, Adita, Naditita, Mahamuja, Vatakaya, Sute, Sawawana, Banya, Dungati, Bali, Visute, Latini, Vataya, Yusute, Samaya, Aditi, Mani, Mani, Mahamani, Tata, Buta, Puti, Bali, Sute, Vihuta, Budi, Sute, Vichaya, Vichaya smala smala sava buddha ditita sudeva jivata kadeva tambavatu mama sali nam sava sama nam cakaya bali visudde sava rati bali sudde sava
Sikyame sama sosayantu sama tathagata sama sosayaditi kai buddhiya buddhiya mi buddhiya mi buddhiya bodhaya bodhaya mi bodhaya mi bodhaya samatha bali sutte sama tathagata ritana ritita maha mute sohana Namo Bhagavate Dalokiya Rati Vichittaya Buddhaya Bhagavate Tadiya Kaho Vishuddhaya Vishuddhaya Sama 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 Tavava Sakvara Dagati Gahana Sobhava Vishuddhaya Vishitya Tumam Sugata Vara Vachana Amerita Kai Mahamata Balaya Hara Hara Ayu Sambhara Vishuddhaya Suddhaya Gagana Vishuddhe Gutnisa Vichaya Vishuddhe Sambhara Vishakyo Lite Sambhata Gata Paramita Bali Gurani Sawata Tagata Matila Sabu Mira Titi Te Sawata Tagata Vilaya Adita Nariti Tamaha Bute Vachataya Samata Nawi Sute Sawawarana Baya Lugati Bali Misute Ya Yusute Sawaya Aditi Te Mani Mani Maha Mani Tata Tabu Takuti Bali Sute Vihuta Muri Sute Jaya Jaya Wijaya Wijaya Smara Smara Sawa Buddha Aditi Tasu Bawa tu mama sari nam sawa sakra nam cakaya bari wisut desa wa ganti bari sut desa wa tata gata sinjame sama sosa jatuh sawa tata gata sama sosa aditi Biya viburiya viburiya boraya boraya viburaya viburaya sama ta bari sut desa wa tata gata viraya adita nariti tamaha mudre soha Namo Bhagavate Dalokiya Rati Vichittaya Buddhaya Bhagavate Tadiya Kaho Vishuddhaya Vishuddhaya Asama Sama Sama Tawa Basa Parama Gati Gahana Sobhava Vishuddhaya Vishitya Tumam Sungata Vara Vachana Amerita Vishikai Maha Hara Hara Ayu Sandara Vishuddhaya Suddhaya Gagana Vishuddhe Gerti Sawicaya Vishuddhe Sangkara Misam Chodi Te Sawatata Gata Avaloka Nisa Paramita Bani Buddha Nisa Watata Gata Mati Sawatata Gata Viraya Aditra Nariti Tamaha Mude Wacakaya Samatata Vishuddhe Sawawarana Baya Rubati Bani Vishuddhe Gati Niwataya Ayu Suddhe Samaya Aditra Takuti bali sute vibhuta buddhi sute caya caya wicaya wicaya smara smara sama buddha aditi ta sute mati wataka bimata bawatu mama sami nam sawa sapa nam cakanya bali wisute Risuddhe sawatata gata sinyame sama sosayatu sawatata gata sama sosaditi te budiya budiya wi budiya wi budiya budaya budaya wi budaya wi budaya samata bali sude sawat Rinaya ditana ditita maha mudre soha Om ayang agung kong ngaya Sangha Hey.
đâu đặt các vật vật xuống đảnh lễ ông bà quý vị tam bái. Tam bái xong là chữ chị ta quy. Rồi, gặp lại quý vị vào lúc 4 giờ chiều trên mạng á.